Chào mừng quý vị đến với phần thủ thuật công nghệ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp rất thú vị với nhiều tính năng khác nhau như là bộ lọc màu, cắt ghép, xóa mờ, tạo hiệu ứng retro hay là phong cách tươi sáng. Tất cả đều có thể chỉ với chiếc điện thoại thông minh trên tay của quý vị. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp được phát hành bởi Adobe cho cả hai nền tảng Android và iOS. Lightroom CC có đầy đủ các tính năng cơ bản như cắt ghép, tùy chỉnh nhiệt độ màu, sáng tối, tạo điểm nhấn, tương phản, cùng nhiều bộ lọc hữu ích khác. Ứng dụng còn sở hữu nhiều chức năng nâng cao như đồng bộ hóa các thiết lập và chỉnh sửa ảnh giữa máy tính với điện thoại, tự tải hình trên máy Creative Cloud. SnapSpec, ứng dụng chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ do Google sở hữu. Ứng dụng này được tích hợp các công cụ xử lý ảnh chuyên nghiệp, giúp người dùng dễ dàng tùy biến mọi bức hình vài bước đơn giản. SnapSpec hỗ trợ nhiều tính năng nổi bật như điều chỉnh ảnh, xử lý chi tiết, cắt, xoay, chuyển đổi, cọ, vẽ, tùy thiết lập, xóa dấu vết, làm mờ. VSCO giúp người dùng chụp ảnh, thêm các bộ lọc màu để tạo nhiều hiệu ứng thú vị khác nhau cho tác phẩm. Người dùng cũng có thể tùy biến mức độ hiệu ứng cho các bộ lọc, tạo ra những hình ảnh ưng ý và thích mắt nhất. VSCO tích hợp cả bộ lọc ảnh đặc trưng được đặt theo mã để người dùng có thể dễ dàng nhớ và sử dụng hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Prisma, ứng dụng chỉnh sửa và tạo ra các bức hình nghệ thuật được nhiều người yêu thích nhiếp ảnh dùng. Prisma giúp người dùng biến các bức ảnh chụp thành tranh vẽ mang phong cách Picasso với nhiều hiệu ứng khá đẹp mắt và ấn tượng. Nhờ vào những bộ lọc có sẵn, người dùng có thể lựa chọn những bức hình ưng ý từ thư viện ảnh, sau đó cắt ảnh trên Prisma. Tiếp theo chọn một kiểu bộ lọc với hàng chục phong cách khác nhau như Gothic, Light Summer Grading, Composition, The Stream. Photoshop Express, ứng dụng chỉnh sửa ảnh nâng cao được Adobe phát hành vào cả ba nền tảng di động Android, iOS và Windows Phone. Adobe Photoshop Express cho phép thực hiện nhiều thao tác với hình ảnh như cắt, làm sáng, xoay, lật, phơi sáng, độ bão hòa, mờ, đen trắng, tương phản, sắc nét, xóa phông, hiệu ứng và bo góc. Các lệnh được tập trung vào 4 nhóm chức năng chính ở phía trên cùng. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp một số bộ lọc đơn giản nhưng giúp bức hình trở nên sống động hơn. Pixels được trang bị nhiều chức năng chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh tương tự Photoshop. Ứng dụng này có đầy đủ các tính năng nhiếp ảnh cơ bản bao gồm công cụ xử lý hình, bộ lọc, cắt ghép, vẽ tùy chọn. Ngoài ra, Pixels sở hữu cộng đồng người dùng yêu thích nhiếp ảnh và họ tương tác với nhau để chia sẻ kinh nghiệm thông qua các sản phẩm.